Sáng mùng 1 tháng 12, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã thông tin chính thức về kết quả giám định các mẫu kẹo lạ có nhãn mác nước ngoài mà lực lượng chức năng vừa thu giữ tại nhiều quầy bán hàng rong ở một số cổng trường học trên địa bàn thành phố. Đại diện Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, vào ngày 30 tháng 11, lực lượng chức năng Công an thành phố Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố, phát hiện thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng Việt, chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ nên đã phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an lấy mẫu kẹo trên để giám sát. Kết quả xác định các mẫu kẹo trên không chứa chất ma túy. Tuy nhiên, đây là những sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Công an đề nghị các nhà trường, các bậc phụ huynh cần quản lý tốt con mình, hạn chế sử dụng các sản phẩm tương tự. Hiện nay, lực lượng chức năng Công an thành phố Lạng Sơn đang tập trung xác minh điều tra và xử lý đối với trường hợp đưa thông tin sai sự thật về các gói kẹo bày bán tràn lan trên thị trường, các cổng trường học có chứa chất ma túy. Việc học sinh ăn kẹo lạ gây ngộ độc, đơn vị cũng đang phối hợp điều tra làm rõ.